Chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt ngày 11 của mình. Nếu như là người đầu tiên đến kênh YouTube của mình thì xin hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để các bạn không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Mình thường hay cập nhật những video mới nhất và các thông tin mới nhất. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về hướng dẫn các bạn về việc App Thai Stop mới cập nhật phiên bản mới các bạn. Đó là version 1.2.5 nha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào app Thai Stop nha các bạn nha. Để xem là trong app này, trong cái phiên bản mới này sẽ có những cái gì mới nha. Rồi chúng ta hãy đi vào app Thai Stop. Thì sau khi đi vào app Thai Stop thì nó sẽ nổi lên cái bảng là chú ý đã có phiên bản mới, vui lòng cập nhật version 1.2.5. Lúc này các bạn bấm vào xác nhận giúp mình nha. Rồi các bạn bấm vào xác nhận nha các bạn nha. Rồi đến đây thì các bạn bấm vào thêm nữa nếu điện thoại các bạn hiện ra giống mình. Sau đó các bạn chọn cửa hàng Google Play. Rồi sau đó các bạn bấm hủy nha. Nếu các bạn sử dụng điện thoại giống mình thì nó sẽ hiện ra như thế này. Rồi các bạn đi đến App Thai Stop trên Google Play nha. Thì trong cái phiên bản mới này nó ghi được các bạn cải thiện phiên bản 1.2.5 này là chính là Theme Thai Blend nha các bạn nha. Rồi chúng ta hãy đi vào cập nhật nha, bấm cập nhật nha các bạn. Để trong quá trình cập nhật, nếu mà các bạn chưa đăng ký App Thai Stop thì các bạn hãy đăng ký App Thai Stop với mã giới thiệu là Pikachu nha các bạn nha, để tăng tốc độ đào. Bởi vì App Thai Stop theo mình là rất tiềm năng trong tương lai các bạn, bởi vì nó đang cập nhật rất nhiều hệ sinh thái cũng như game rất phổ biến và nổi tiếng như các bạn nha. Cho nên đồng tham này sẽ là cực kỳ lên giá, có thể lên 100 lần, 1.000 lần vân vân, có thể rất là bình thường như các bạn nha. Là các bạn nếu chưa sử dụng thì hãy cài app Thai Stop và đăng nhập cả đăng ký với mã giới thiệu là Pikachu của mình nha các bạn nha. Và đặc biệt thì có một cái điều là hơi buồn, đó chính là app Thai Stop chưa có trên hệ điều hành iOS nha các bạn. Cho nên ai xài và sử dụng iPhone thì chưa sử dụng được nên thông cảm ha. Rồi sau khi mà chúng ta cập nhật xong thì chúng ta bấm vào mở ra để đi vào app Thai Stop nha các bạn nha. Thì hy vọng là cái bản này nó sẽ không bị lỗi các bạn, nó không có là trường hợp là không đăng nhập được đó, cho nên là cũng mừng nó ra giao diện khác các bạn. Bây giờ nó có cái đồng hồ ở trên cái chữ chữ T đây các bạn. Bây giờ nó không chữ T, nó là có cái đồng hồ nè, có chữ Blend nè. Mình cũng chưa có hiểu lắm cái trường hợp này như thế nào. Tuy nhiên là mình thấy nó có xuất hiện một số cái mới như vậy. Rồi trong khi đi vào app Stop, nếu các bạn nào quên điểm danh thì hãy vào điểm danh các bạn nha. Đó, mình ngày hôm nay 14 thì mình điểm danh rồi nha. Rồi và ai quên lưu lại private key thì tức là khóa riêng tư thì hãy bấm nút chia sẻ trong cái hồ sơ các bạn. Ở phía dưới có nút chia sẻ, các bạn bấm nút chia sẻ và lưu lại cái private key tức là khóa riêng tư cùng với khóa công cộng, với lại cái ID của các bạn ở một nơi an toàn và tuyệt đối duy nhất chỉ một mình bạn biết, để chúng ta giữ bảo mật tài khoản của chúng ta. Để trường hợp có điện thoại bị hư, bị hỏng hoặc là đổi điện thoại thì các bạn có thể chuyển sang cái tài khoản Thai Stop của bạn qua điện thoại mới một cách an toàn nha. Rồi thì quay lại cái giao diện ban đầu thì ở trên nó chuyển sang cái hình cái đồng hồ các bạn, thì không biết cái đồng hồ để làm gì, mình nick cho thử. Mình nick vô thử thì không có tác dụng gì hết, nhưng mình nick vô chữ len đó các bạn. Mình lấy được cái land thì nó ra như thế này, Welcome to Blend. Cái này là trò chơi hay cái gì các bạn, mình cũng chưa có rành lắm. Nói chung là mình cũng dạng là cũng chưa hiểu ha. Có thể là bản đồ hả các bạn, cho nên là mình cũng chưa có tìm hiểu mấy, cho nên là thông cảm, mình chưa thể hướng dẫn các bạn được ha, thoát ra. Sau khi mình tìm hiểu rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Và cái S này thì vẫn như cũ. Cái này là chúng ta tìm điểm danh thêm. Rồi. Nó chỉ như vậy thôi các bạn.
Nó chỉ có một cập nhật một số cái thêm cái chức năng là Thailand ha. Rồi chúc các bạn là cũng cài đặt thành công cái phiên bản mới này, và chúng ta sẽ tìm hiểu về Thailand nó sẽ ứng dụng gì và nó giúp chúng ta kiếm được đồng tham như thế nào, và nó sẽ tăng giá, giúp cho đồng tham tăng giá như thế nào sau này, thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu vào các video khác nha các bạn nha. Rồi nếu các bạn chưa đăng ký app ThaiStop thì hãy bấm vào nút phải cài app ThaiStop với mã và đăng ký với mã giới thiệu là Picasso của mình ở trên màn hình cho các bạn, để các bạn sẽ tăng tốc độ đào. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình, hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả, để các bạn luôn kịp thời bắt cập những thông tin mới nhất mà mình sẽ up lên kênh YouTube cho các bạn. Rồi chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.